Hôm nay mình nhận được một con game để review, thì vừa hay nội dung game của con này lại đúng cái vấn đề nhức nhối mà mình muốn chia sẻ với anh em từ lâu mà chưa có điều kiện. Thì con game đó là gì? Đây, bản làm lại của Flappy Bird. Đầu tiên là mình sẽ review con game này đã, rồi mình sẽ chia sẻ cả mình muốn nói về cái con game này. Uh, mình phải chia sẻ thẳng thắn, à, khen trước, khen trước. Con game này là một con game đã hoàn chỉnh, để đã playable rồi và mọi thứ rất là ok về về mặt uh, gameplay, về mặt tính chất của một con game thế nào thì cũng ok rồi. tuy nhiên mình phải nói luôn là nó kém rất xa cái bản gốc của Hà Đông, Đấy, nó kém rất xa. mình sẽ chỉ ra một số vấn đề sau. thứ nhất là về mặt đồ họa, mình tin rằng là con game này với thời điểm hiện tại có thể làm đẹp hơn nếu như tác giả chịu đầu tư đi tìm tài nguyên một chút thì tài nguyên về con game này rất là 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 có nhiều trên mạng cụ thể là mình mới sợ một tí thôi là mình tìm luôn được một con game clone chất lượng đồ họa cao hơn rất nhiều đấy thì uh, nếu như anh đầu tư chắc là sẽ tìm được thứ hai là một cái lỗi nhỏ ở phía dưới đường này đây cái phía dưới này này nó phải có một cái hiệu ứng liên tục tại người ta cảm thấy liên tục nhưng mà nó bị giật này thì uh, như bạn xem bằng góc ở đây nhé uh, chạy rất là ổn này. ở dưới này nhìn mượt này đấy thì nó chỉ là một lỗi nhỏ thôi nhưng mà mình cũng cố gắng chỉ ra những cái vấn đề không ổn của con game này đấy à, vấn đề cuối cùng mà mình muốn nói với con game này đó là nó quá dễ đấy. cái yếu tố làm nên thành công Flappy Bird phiên bản gốc đó là cái sự khó nhằn của nó nhưng mà con game này mình không không có được cái cảm giác đó đấy. nên là nếu nói về một cái bản làm lại thì là một bản làm lại không thành công nhưng nếu nói đây là một bản để học làm game thì đây là một bản cực kỳ thành công bởi vì À, mình có xem thông tin của tác giả thì bạn ấy cũng còn khá trẻ đấy. sinh năm uh, 2k7 2k7 là bao nhiêu tuổi nhỉ đâu mấy đúng không và đã làm được game thế này thì đối đối với mình thì đây là một thành công rất lớn rồi tại vì bằng tuổi bạn đấy mình vẫn còn đang đi chơi trò patent ở, ở ngoài ở ngoài tiệm chứ không có làm game thì đây cũng là thành công rất là lớn rồi uh, mình xin phép dành thời lượng còn lại để nói về con Flappy Bird À, bởi vì sao bởi vì nó liên quan tới cái vấn đề mà anh em rất nhiều anh em đều trong ngóng đó là làm sao để đưa con game của mình tới tay được nhiều người chơi nhất có thể hay có thể nói là làm sao để thành công được như Flappy Bird của Hà Đông đúng không thì khi mà con game Flappy Bird của Hà Đông nó thành công ấy mình có một cái quan điểm rằng là cái sự thành công đó nó phần lớn dựa vào may mắn vì câu chuyện mà mình biết được rằng ấy là con game nó release really ra nhưng mà khoảng một thời gian sau đó một năm hai năm gì đấy thì uh, ông hoàng YouTube uh, Peter pie ấy mới chơi con game đấy và push nó lên rất là cao nói chung bất kỳ con game nào mà qua tay của Peter pie review lên game là đều thành hot trend cả tuy nhiên con game Flappy Bird lại là thành một hiện tượng toàn cầu các bạn phải hiểu nó là hiện tượng toàn cầu nhé nó nổi tiếng đến mức mà Google cũng phải mời Hà Đông tham gia hội thảo về game và ngành kiểu lại bạn hiểu rồi thì lúc đó mình có một quan điểm rằng là cái sự thành công này là một sự may mắn thì đó là quan điểm của mình nhé đúng sai thì mình không nói nhưng mà bây giờ mình vẫn tin là như vậy tuy nhiên đổi lại nếu như bây giờ này các bạn đưa con game này cho PewDiePie bảo anh ta chơi mình khẳng định luôn là anh ta không chơi khẳng định luôn là anh ta không chơi thì một sự so sánh đơn giản thôi mình, mình ví dụ như mình ví dụ nha đây là bản đây là bản của Nguyễn Hà Long anh em hoàn toàn có thể lên trên trang flabbybus.io này anh em trải nghiệm con game này và con game này và con game này con game này mình thấy là con game trên flabbybus.io này này uh, mình thấy là nó có một cái trải nghiệm gần giống nhất với lại phiên bản trên uh, trên, uh, trên mobile mình đã chơi trên uh, chơi, 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 chơi tại lại tìm đó và chơi con game này hai trải nghiệm hoàn toàn khác nhau và nếu như bây giờ anh em đưa con game bên trái này cho PewDiePie thì anh ta không bao giờ chơi bởi vì nó mình sorry mình nói luôn nó rất là phèn nó không có cảm giác gì ấn tượng đối ừ. với người chơi đấy cho nên là bên cạnh cái sự may mắn là tới tay được PewDiePie ra đấy thì chất lượng của con game nó cũng phải có chứ không phải là không vì câu chuyện ở đây là để một con game thành công ấy đầu tiên các bạn phải làm ra một con game chất lượng cái đã một con game nó có nét riêng của nó cái đã thì, thì sau đó, đó, thì mới tới cái chuyện là cơ hội để marketing, cơ hội để quảng bá đấy là chuyện khác vì nếu như mà không có vào tay PewDiePie ấy, thì bằng một chiến lược marketing nào đó thì con game vẫn có thể thành công được quan trọng là chất lượng sản phẩm phải tốt cái đã đấy là nhiệm vụ của anh em coder chúng ta làm ra sản phẩm làm ra sản phẩm tốt cái đã khi nó đủ tốt rồi á thì lúc đó chúng ta đi kiếm nhà phát hành là nó cũng sẽ thành công được đó là cách mà làm game ổn nếu mà anh em theo dõi những câu chuyện về game đi thành công ấy thì anh em cũng thấy rằng tất cả những game đi thành công đều đi qua một nhà phát hành nào đó chứ tự họ không phát hành được game đấy là cái vấn đề trăn trở của anh em làm sao để có thể đưa game tới người chơi cách duy nhất là tạo ra một game mới game tốt có chất riêng của mình đấy đấy là đấy là cái cái vấn đề mà mình muốn chia sẻ thì ngoài ra cái sự thành công của Flappy Bird ấy, nó không chỉ dừng ở, ở đó mà theo như mình theo như mình đánh giá nhé con Flappy Bird này này nó tạo ra một hiện tượng mạng nói hoặc là có thể mô tả một cách khác là nó tạo ra một dòng game mới đấy. thì mình có đi tìm hiểu về Flappy Bird một chút thì ở đây mình có một thông tin như thế này con Flappy Bird này nó ra đời vào năm 2013 này Cũng là rất là lâu rồi đúng không Thì mình không biết trước đó, đó là cái thể loại game mà uh, Làm khó nhằn người chơi cái loại gọi là Cái game mà làm cho người chơi phát điên ấy Nó có nhiều phổ biến hay không mình không biết Nhưng mà con game này nè Con Flappy Bird này nè Nó là cái cú hit để cho cái thể loại làm cho người chơi phát điên Nổi tiếng bởi vì sao Mình nói lại Con game này ra đời vào năm 2013 đúng không À, nổi tiếng vào năm 2014 tài ta này có ghi trong Wikipedia và vài năm sau đó cụ thể là năm 2017 con game Get Over It ra đời hãy và con game này nó cũng nổi tiếng chính nhờ cái trải nghiệm đấy chính nhờ cái trải nghiệm khó chịu để đem lại cho người chơi một cái sự cực kỳ khó chịu và nó thành công con game này rất là thành công nhé mình không biết là thành công so với laptop như thế nào nhưng con game này rất là thành công mình thì chưa chơi nhưng mà mình xem YouTube các kiểu và mình cảm nhận được cái sự khó nhằn của nó đấy là cái nhất và hai năm sau đó một con game khác ra đời với một cái sự chỉnh chu hơn đó là trong Kinh con game này cũng thành công bởi cái tính chất là uh, làm khó người chơi độ khó cực kỳ cao làm gây ức chế rất là nhiều như vậy thì anh em có thể hình dung rằng nha con Flappy Bird chính là phát súng uh, khơi sinh ra một dòng game mới đó là một dòng dòng game hành người chơi và có rất rất nhiều cái thể loại hành người chơi sau đó có những loại Mario 7 người chơi có một cái một con game là Mario gì đấy mà nó 7 người chơi là đi chỗ nào cũng có 7 đi chỗ nào cũng chết cả thì thể loại rất là nhiều thì mình có thể nói rằng cái sự thành công của Flappy nó nằm ở chỗ đó nữa nó khai sinh ra một cái dòng game mới và bây giờ mình cũng không biết cái dòng game này có tên hay không nhỉ uh, không nó không có tên game không có tên thì anh em cũng hiểu rằng nhé lịch sử phát triển game ấy là có những con game nó đột biến nó tạo ra sáng riêng của nó và nó tách thành một dòng game như Dark Souls hay là Metroidvania hay là đại thái rất nhiều thể loại như vậy thì hy vọng là anh em chúng ta trong kênh này hoặc là bản thân mình cũng hy vọng trong tương lai mình sẽ làm được một cái gì đấy nó đột biến thì ok đây là chia sẻ của mình về cái cái chuyện làm game chào anh em nhé